Chào toàn thể anh em nhé. Thì để bổ sung đầy đủ các cái đòn đánh bài bịp ở trên cái kênh bóc phốt cờ bạc này, thì tiếp theo hôm nay tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn anh em chơi liêng với chơi ba cây thật là hiệu quả, và nó không cần một tí tay nghề nào cả mà anh em vẫn chơi được. Thì là cái kênh bóc phốt cờ bạc này, thì là tôi sẽ chia sẻ hết những cái đòn đánh hay là những cái đồ, những cái mánh khóe trong khi đánh bài bịp hoặc sóc đĩa bịp đấy, chia sẻ hết để làm gì? Để anh em phải không dùng đòn này thì anh em phải biết là người ta có dùng đòn này hay không, để mà trong khi đánh thì không bị người ta bịp. Thì là những anh em nào theo dõi cái kênh bóc phốt cờ bạc này thì tôi cam đoan là các bạn không bao giờ bị bịp. Thì để theo dõi hết các tất cả các clip ở trên kênh thì anh em nhấn nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình ấy, nút đỏ đỏ ấy, màu đăng ký ấy. Sau khi nhấn nút đăng ký nó sẽ hiện lên cái chuông thông báo, thì anh em tích vào chuông đấy để nhận các cái thông báo của tôi làm các video, thì nó sẽ thông báo về cho các bạn. Thì ở clip này tôi sẽ nói về cách đánh bài ba cây. Đánh bài ba cây đánh bài ba cây thì đây. Đánh bài ba cây bốc cái. Đây, bài xanh chín hoàn toàn này. Bằng bộ bài chuyên dụng để đánh ba cây. Đấy. Dù khi mà dùng bộ bài này thì các bạn không cần phải thêm một cái dụng cụ gì cả, mà mình chỉ cần luồn bài vào thôi. Cũng không cần tay nghề luôn. Đây này. Thì hình thức chơi của bộ bài này nó nhiều. Thì mình không cần làm chương, cũng không cần có tay nghề. Người ta trộn bài xong đưa mình bốc cái. Đấy, mình cầm bài lên. Mình nháo hai cái này. Đấy, mình nháo nhẹ nhàng phát. Không cần phải là tay nghề, không cần cái gì hết nhá. Các bạn trộn bình thường này này. Ví dụ như là ván này là mình đánh 4 nhà này hạn này. Thì là mình bốc lên, mình đây. Rồi đây, 6 đúng không? Đây này, làm lại các bạn xem này. Bài bình thường như này nhá. Đấy. Các bạn này cầm này. Rút này. Đây người ta gọi là bài mẫu tử. Mẫu tử đánh ba cây. Đấy, các bạn cầm mà cầm đơn giản này thôi. Vút này nó lên đây hết này. Thì sau khi mà mình cầm mình vút này, mình cầm này, cầm bình thường, cầm trộm này bình thường này này. Đấy. Ví dụ đánh 4 nhà này hạn này. 9 này hạn này, bốc cái 9, đưa người ta chia đi. Thì người ta sẽ chia từ nhà bốc là mình. Đây. Thì bài mình lúc nào cũng được điểm cao. Đấy, bài mình lúc nào cũng được 8 điểm. 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Đây tôi làm lại các bạn văn nữa các bạn xem này. Bài trẻ cho nó loạn lung tung lên cả lên đi. Đấy. Và tôi từ từ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đánh cái này cho nó hiệu quả nhé. Bài bây giờ nó là xanh chín hoàn toàn rồi. Nó không có gì bị bậm đúng không? Mình cầm thì tút phát này. Đấy, trộn hai phát là bài nó lên hết mẹ trên này này. Phần hàng của mình này. Đây. Sau khi trộn như này phát thì là phần hàng nó lên trên. Mình bảo là bây giờ đánh 4 nhà này hạn đúng không? Mình trộn đây. 1. Làm lại các bạn xem này. Xanh chín hoàn toàn đúng không? Bài xóa hết đi. Đấy. Sau khi xoa như này rồi thì là kể cả sắp xếp như nào thì nó cũng là thành một cái bài xanh chín. Đấy, mình cầm mình tút vẫn này. Đấy. Như thế là xong hết rồi. Bây giờ mình bốc cái, ví dụ là đây. 6. 6 là chưa từ đây. Bài mình lại 332. Còn tất cả các bài khác này đều không có điểm này. Đấy. Thì nguyên lý cấu tạo của nó như nào và cách đánh nó làm sao thì là tôi sẽ hướng dẫn anh em luôn. Trước hết tôi nói về nguyên lý bộ bài này. Bộ bài này nó làm phần hàng là phần 4 con 2, 4 con 3 và 3 con 4. Hàng là như nào? Tức là sau khi mình cầm bài này, mình trộn nhẹ nhàng, cầm nhẹ nhàng tút này.
Chỉ tất cả 2, 3, 4 nó lên bên trên này. Đấy. Thì 2, 3, 4 nó lên bên trên để làm cái gì? Sau khi 2, 3, 4 nó lên bên trên thì mình sẽ lựa 3 cây 2, 3, 4 về mình. Có thể 3 cây 2, 3 cây 3, 3 cây 4 hoặc là 2, 3, 4 hoặc là 3, 3, 4 chẳng hạn. Thì nó về mình. Còn tất cả các nhà khác chỉ được có 2 cây thôi. Thì là bài mình lúc nào cũng là cao. Đúng chưa? Thì tại sao mình lại trộn nó lại lên được như vậy? Thì là tôi sẽ giải thích cho các bạn luôn. Các con hàng 2, 3, 4 này. Đấy. 2, 3, 4 thì nó sẽ là dùng máy laser. Nó cắt móc ở bên giữa này. Đấy. Ở phần giữa này. Đấy. Nó cắt kiểu như này. Theo vòng cung này. Tất nhiên nó cắt rất là nhỏ. Và mắt thường nhìn vào không thể phát hiện được. Đấy. Nhớ là cái bài cắt bằng tia laser nhé. Còn cắt bằng tay thì không được đâu. Chứ anh em đừng nghĩ là bài cắt bằng tay là đánh được. Đấy là cái con 2, 3, 4 nó sẽ cắt kiểu này. Còn những con bình thường nó sẽ cắt theo kiểu một kiểu khác là cắt đây, cắt vòng này. Đấy. Tức là hai đầu này nó móc và ở giữa này nó để nguyên, nó to. Để làm cái gì? Trong quá trình mình cầm bài lên mình trộn này. Mình cầm bài đây. Các ngón tay này cầm ở giữa bài. Ngón tay này cầm ở trên, cầm lỏng nhá. Còn hai ngón tay này ở sau, cầm bên sau. Thường thường trộn bài người ta sẽ cầm kiểu này đúng không? Thì lúc mình rút một phát thì là các con 2, con 3, con 4 nó tiếp xúc ở điểm ở bên sau này. Được chưa? Và cái điểm ở giữa này, ngón tay này không giữ được mà chỉ có cái này tút ra thôi, thì là các con 2, con 3, con 4 nó ra. Còn những cái con còn lại thì mình giữ ở giữa này. Đấy, ở giữa này nó phình to ra thì mình giữ là các nó chạm vào hai ngón tay này. Đấy. Còn ở bên sau này thì là nó bị cắt móp rồi, cắt móp ở bên sau rồi. Thì cái hai ngón tay này không cầm được. Và mình tút ra, chỉ có 2, 3, 4 này thôi. Đấy. Đấy là cái nguyên lý làm. Nguyên lý của bộ bài và cách làm này. Đơn giản như này thôi. Các bạn cầm này. Tút ra này. Đấy, nó ra hết này. Cầm lỏng tay này. Đấy, ra này. Ra hết. Sau khi mà mình tút ra này thì sẽ được 11 cây. Tức là 4 cây 2, 4 cây 3 và 3 cây 4. Tại sao người ta làm 3 cây 4 mà không làm 4 cây 4? Người ta bỏ một con 4 bích đi để tránh cái trường giảm thiểu cái khả năng là 4-4-3. Đấy. Hoặc là 4-4-4. Đấy, cái hai trường hợp này là 1 điểm 2 điểm. Là người ta cũng ít, cũng giảm thiểu cái khả năng này đi. Hoặc là 4-3 này là 1 điểm này. Tuy nhiên là trong quá trình đánh đen lên thì vẫn có cái trường hợp này, nhưng mà nó ít. Thì là cái khả năng thắng của mình nó cao hơn. Còn sau khi lên đánh nhau nhau, ví dụ ra bây giờ này, bài này nó đánh nhiều nhà, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu chung cho phần là 4-5 nhà. Ví dụ đang đánh 4 nhà này. Đấy. Mình trộn lên này. Đây này, cầm tút nhẹ lên, nó lên này. Lên được 11 cây này, đúng chưa? Mà chỉ có cho mình có điểm thôi. Còn các nhà khác là không có điểm. Thì là bài mình 3 cây. Còn các nhà khác chỉ được 2 cây. Đúng chưa? Các nhà khác 2 cây thì là 2 với 3 là 6. 6 cộng với 3 cây của mình là 9. Mà mình tút được 11 cây thì mình phải đưa 11, đưa 2 cây xuống đúng không? 1, 2, đúng chưa? Mình nhìn cây ở dưới nọc này là cây mấy? Cây 5. Cây 5 để thế, mình hút ra là chia luôn. Còn ví dụ cái trường hợp mà nó không phải là cây 5 mà là cái 7 đấy chẳng hạn đi. Nó cái 7, 7 đối. 7 đối đúng không? Thì mình lại phải đệm 2 cây lên. Đấy, 1, 2 là mình vật ra và chia từ đây. Đấy, hai cái này là hai cây bình thường và đấy cây mình là cây hàng. Đấy, thì là những cái thằng này đấy nó chỉ có được có hai cây thôi. Còn thằng này hai cây đầu là được, nhưng mà cây thứ ba nó lại là xanh chín. Đấy, như ván này đen lên là các bạn chỉ cũng được một điểm này, thấy chưa? Cho nên là người ta sẽ làm cái ván bài là bỏ con 4 bích đi, con 4 bích là con bình thường để giảm thiểu khả năng này. Đấy, tuy nhiên cái trường hợp này mình làm như này nó rất hiếm khi mà gặp như này. Đấy là cái đánh 4 nhà này, nhìn lại là làm lại này. Nó tút ra cái này. Đây. Tút lên trong nháo bình thường này thôi. Đây, 1 thì đơn giản rồi, ví dụ là 6 đi. 6 thì là mình cũng trộn đây, 6 cái 6 nhá, ví dụ là mình trộn hai cây số này, 1 2 chẳng hạn. Đấy. Bây giờ mình trộn lên 1 2 3. Người ra. 6 là chưa từ đây. 2 3. Và đến mình. Mình là cái hàng, còn 3 cây kia là xanh khoai. Thằng này 1 tịt này, thằng này 4 điểm này, thằng này cũng 4 này, và chỉ có mình được 8 điểm. Đấy là cái cách đánh
của bài 3 cây. Nắp 4 nhà. Còn trường hợp 5 nhà thì sao? 5 nhà thì 4 nhà 2 cây. 42 là 8, với 3 cây của mình là 11 cây. Thì mình tút lên 11 cây là của mình luôn, chứ không phải trộn xuống nữa. Đây. Mình tút lên phát là 11 cây. Đúng chưa? Ví dụ có 6 này. 6 là 5 nhà mà 6 thì là nhất cái, đúng không? Mình tút này phát mình ngửa ra luôn là 6. Hoặc là ví dụ là lên có 8 chẳng hạn đi. Con 8 làm sao? Tôi để đây cho minh họa này, 1 nhà này, 2 nhà này, 3 nhà này, 4 nhà này. Đấy. Và tôi là 5. Ví dụ là 8 là 6 ở đây, 7 là 8 đây. 8 ra thì mình phải độn 3 cây. Mình độn 3 cây lên. 1 2 3 chẳng hạn. Ngửa ra. Thì 8 là chưa từ đây. Đấy. Ba thằng này là không được cái gì rồi. Đấy. Mình đây, đây mình 7 điểm. Đấy, còn tất cả các nhà khác này, 4 điểm này, 3 điểm này, 4 điểm này. Đây, may mắn thằng này là con 1 là nó 7 điểm. Đấy. Cái trường hợp vào 1 vào 5 thì nó có khả năng là có điểm. Đấy là cách đánh bộ bài 3 cây. Thì anh em nào mua hàng thì tôi sẽ là gửi một cái clip trực tiếp cụ thể hơn cách cầm rút ra như nào. Đấy. Cho nó kín. Đây cầm thì nó đơn giản thôi. Đây, cầm như này. Và nó ra hết đủ 11 cây các bạn luôn, không lẫn một cây nào vào trong. Đấy là cái bộ bài mẫu thử để đánh 3 cây. Ngoài ra thì ví dụ như là các bạn đánh liêng thì nó lại dùng một bộ bài cũng kiểu như này, nhưng mà nó không phải là làm 2-4 nữa, mà các phần hàng ấy thì nó sẽ làm vào cái gì, cái quy, cái ca, thì để bạn rút lên một phát, đúng không, rút lên thì bạn chia, thì là cái phần bài các bạn lúc nào cũng được đầu hình, ít nhất là đầu hình. Không thì là liêng, JK hoặc là sáp, ba thằng quy, ba thằng K. Nhưng mà ít nhất đen nhất thì các bạn cũng là được đầu hình. Thì là cái khả năng thua các bạn rất là khó. Thì đấy cũng là một cái clip tôi làm để mà cho những anh em nào theo dõi kênh Bóc Phốt Cờ Bạc này biết hết tất cả các đòn để mà các bạn đi đánh không bao giờ bị bịp. Thì là nó có rất nhiều đòn. Thì là ở clip sau tôi sẽ chia sẻ thêm các đòn khác để cho các bạn biết. Thì là những anh em nào nhấn nút đăng ký. Đấy, nhấn nút đăng ký thì là clip sau tôi làm thì nó YouTube nó tự gửi thông báo về cho các bạn và các bạn sẽ xem được các clip tôi làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip. Xem xong đừng quên like ủng hộ tôi.